cay kết hợp với ngọt. 1, 2, 3. Rồi vậy mới đi ạ. Mình sẽ đặt cược 2 quả hôm nay. Vậy mình đặt cược 2.5 quả. 3 quả. 4 quả. 5 quả. Mình thấy cậu. Bỏ cuộc, không chịu nổi nữa rồi. Không nên, không nên. Ghê quá nhỉ. Bạn bì của chúng ta đã chịu thua, nhờ lại thử thách dành cho bạn Đôn. Bây giờ bạn Đôn của chúng ta phải ăn 5 trái me. Nếu mà không ăn được 5 trái me thì hai bạn sẽ phải thực hiện hình phạt, đó là ăn tỏi hành sống. Đôn 1 muỗng, bì 2 muỗng. Ok, bỏ luôn này. Ai chơi phải chia một mỗi đứa 1.5 muỗng. Rồi ai cược 5 quả. Nhận đi. Biết lỗi sao không nhận rồi. Mình sẽ một miếng nữa để chứng tỏ mình hơn đi. Mình chưa bỏ cuộc, bỏ cuộc. Vẫn hơn đi rồi. Giờ hai bạn sẽ phải chịu phạt. Mỗi bạn phải ăn 3 muỗng tỏi hành. Chương trình 1, 2, 3. Tao đi muốn ăn chứ. Anh vừa tiếp cùng chương trình này là không có tâm. Cách miếng quá to. Giết người chơi hay sao? Hồi lắm luôn các bạn. Bắt buộc phải nhai à? Phải nhai rồi á. Cảm xúc hiện nay của mình là mình muốn đánh ban tổ chức, thì ban tổ chức đã mời mình tới tham dự một cái trò chơi nó ác như thế này. Khi mà hỏi đến cảm xúc thì mình muốn hát luôn bài không cảm xúc của Hoàng Hiếu luôn. Okay. Bởi vì giờ mình rất là bực.